sao lúc đó chị không nói nhẹ nhàng hơn để mai mốt đỡ mà nó nói mình nhiều còn nói ngon kêu mình nói nhẹ nhàng nói chị mình nhẹ nhàng nghĩa là cái đồ đó chị đóng hộp đâu có hộp cho chị hay là sao đó mẹ nói với chị vậy đi ơi cái bà đó chị đừng có nói gì nữa, đừng có trả lời ai nữa, để đó em về em thấy đó chụp lại cái tin nhắn. Quay video thôi nha. Vì vậy ai mà chẳng bực. Mọi người ngủ chưa? Anh ba biết không vậy? Thôi, nhưng mà nhiều khi bạn anh ba là thấy bạn không thấy đó. Đừng có làm gì hết nha, để nó chiều tối mình anh ba do không thôi. Không bạn anh ba vô thấy lại mệt đó. Vậy đó nha, chị qua anh đích lên cũng được. Ớt thằng 10. Cho coi thằng 10 đi ba. Bye. 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 B
không biết hàng. Phải, tại vì đó là shipper vô giao hàng á. Rồi cái rồi đơn của chị ba biết là hàng trăm mấy á. Người bị mình shipper lên trăm sáu. Tưởng đâu là đây là giá thì đâu cũng hỏi nữa. Là mình bận lắm nó có chuyện khác hàng họ đặt đi đâu. Nó hồi shipper kêu 206 cái phòng về đó. Ông bà đã nhận tiền. Chị có biết không, cái shipper kêu vậy thì chị nhận hàng vậy thôi, chị còn phải mau lại em bớt hay là cái gì. Cái xong rồi là cảm giờ lại không vậy được rồi, 40 thì sao đây chị. Chị cứ đi bao nhiêu đó là thì em có mất rồi. Thank you.